Không có một quốc gia nào được chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc chiến trong tương lai. Chưa có quốc gia nào bắt đầu sản xuất phần cứng cần thiết cho vũ khí robot trên quy mô lớn. Cũng như chưa có quốc gia nào tạo ra phần mềm cần thiết để cung cấp năng lượng hoàn toàn cho vũ khí tự động. Tuy nhiên, một số quốc gia đã đi xa hơn những quốc gia khác. Và thật không may, đối thủ của Mỹ theo nhiều cách đang dẫn đầu. Nga với kinh nghiệm tích lũy ở Ukraine đã tăng đáng kể sản lượng drone và hiện đang sử dụng các phương tiện không người lái với hiệu quả tuyệt vời trên chiến trường. Trung Quốc thống trị thị trường drone thương mại toàn cầu. Công ty DJI của Trung Quốc kiểm soát ước tính 70% sản lượng drone thương mại toàn cầu. Và do cơ cấu chuyên chế của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã tỏ ra đặc biệt khéo léo trong việc thúc đẩy những thay đổi và áp dụng các khái niệm mới. Một trong số đó được gọi là chiến tranh đa miền chính xác. Đòi hỏi quân đội Trung Quốc sử dụng tình báo, trinh sát và các công nghệ tiên tiến mới nổi khác để phối hợp hỏa lực. Khi nói đến trí tuệ nhân tạo, Mỹ vẫn sử dụng các hệ thống chất lượng cao nhất và chi tiêu nhiều nhất cho chúng. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đang nhanh chóng giành được chỗ đứng. Washington có đủ nguồn lực để tiếp tục chi tiêu nhiều hơn Nga và Trung Quốc. Nhưng ngay cả khi duy trì vị trí dẫn đầu này, họ vẫn có thể phải vật lộn để vượt qua các trở ngại về mặt hành chính và công nghiệp trong việc triển khai các phát minh của mình trên chiến trường. Kết quả là quân đội Mỹ có nguy cơ chiến đấu trong một cuộc chiến mà khả năng huấn luyện hạng nhất và vũ khí thông thường vượt trội của họ sẽ trở nên kém hiệu quả. Ví dụ quân đội Mỹ chưa được chuẩn bị đầy đủ để hoạt động trên chiến trường, nơi mọi hành động của họ đều có thể bị phát hiện và họ có thể nhanh chóng bị nhắm mục tiêu bởi drone bay lơ lửng trên đầu. Sự thiếu kinh nghiệm này sẽ đặc biệt nguy hiểm trên các chiến trường mở như ở Ukraine, cũng như các quốc gia Đông Âu khác hoặc ở các vùng rộng lớn của Bắc Cực. Quân đội Mỹ cũng sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trên các chiến trường đô thị, nơi kẻ thù có thể dễ dàng cắt đứt đường dây liên lạc của Mỹ và nơi nhiều vũ khí của Mỹ kém hữu ích hơn. Ngay cả trên biển, Mỹ sẽ dễ bị tổn thương trước những tiến bộ của đối thủ. Tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể đánh chìm tàu sân bay của Mỹ trước khi chúng rời khỏi Trân Châu Cảng. Bắc Kinh đã triển khai các hệ thống giám sát và tác chiến điện tử chạy bằng trí tuệ nhân tạo, có thể mang lại cho họ lợi thế phòng thủ so với Mỹ trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên không, những chiếc máy bay chiến đấu F-35 có khả năng nhưng tốn kém có thể sẽ phải vật lộn với hàng loạt drone giá rẻ. Cũng như vậy đối với xe tăng Abrams và Bradley bọc thép hạng nặng trên mặt đất. Với những sự thật phũ phàng này, các nhà hoạch định quân sự của Mỹ đã đúng khi kết luận rằng kỷ nguyên của các chiến dịch chiếm lĩnh chớp nhoáng, trong đó Washington có thể tiêu diệt đối thủ bằng hỏa lực áp đảo, đã kết thúc. Để tránh bị lỗi thời, quân đội Mỹ cần thực hiện những cải cách lớn. Họ có thể bắt đầu bằng cách thay đổi quy trình mua sắm phần mềm và vũ khí của mình. Quy trình mua sắm hiện tại quá quan liêu, ngại rủi ro và chậm thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng trong tương lai. Ví dụ quy trình này dựa vào chu kỳ mua sắm 10 năm. Điều này có thể khiến họ bị khóa vào các hệ thống và hợp đồng cụ thể rất lâu sau khi công nghệ cơ bản đã phát triển. Thay vào đó, họ nên ký các thỏa thuận ngắn hơn bất cứ khi nào có thể. Tương tự, Mỹ phải tìm ra cách mua hàng từ một nhóm các công ty rộng lớn hơn so với những công ty mà họ thường hợp tác. Năm 2022, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Boeing và Northrop Grumman đã nhận được hơn 30% số tiền hợp đồng của Bộ Quốc phòng. Ngược lại, các nhà sản xuất vũ khí mới hầu như không nhận được gì. Năm 2023, chưa đến 1% trong tổng số hợp đồng của Bộ Quốc phòng được trao cho các công ty được hỗ trợ bởi đầu tư mạo hiểm, vốn thường sáng tạo hơn so với các đối tác lớn hơn. Những tỷ lệ phần trăm đó nên bình đẳng hơn nhiều. Thế hệ drone nhỏ, giá rẻ tiếp theo khó có thể được thiết kế bởi các công ty quốc phòng truyền thống, những công ty được khuyến khích sản xuất thiết bị lạ mắt nhưng đắt tiền. Chúng có nhiều khả năng được tạo ra như ở Ukraine thông qua một sáng kiến của chính phủ hỗ trợ hàng chục công ty khởi nghiệp nhỏ. Một trong số chúng tôi, Smith, là một nhà đầu tư lâu năm vào các công ty công nghệ quốc phòng. Tuy nhiên, để thích ứng với tương lai, Mỹ sẽ cần phải làm nhiều hơn là chỉ đơn giản cải cách cách thức mua sắm vũ khí. Washington cũng cần phải thay đổi cơ cấu tổ chức và hệ thống đào tạo của quân đội. Họ nên làm cho chuỗi chỉ huy phức tạp, phân cấp của mình trở nên linh hoạt hơn và trao quyền tự chủ lớn hơn cho các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao. Các đơn vị này nên có các nhà lãnh đạo được đào tạo và trao quyền để đưa ra các quyết định quan trọng trong chiến đấu. Các đơn vị như vậy sẽ nhanh nhẹn hơn, một lợi thế quan trọng khi tốc độ chiến tranh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo diễn ra nhanh chóng. Các đơn vị này cũng ít có khả năng bị tê liệt nếu đối phương phá vỡ đường dây liên lạc của họ với trụ sở chính. Các đơn vị này phải được kết nối với các nền tảng mới, chẳng hạn như drone, để chúng có thể đạt hiệu quả cao nhất. Các hệ thống tự hành cũng có thể giúp cải thiện việc đào tạo. Các lực lượng đặc biệt của Mỹ là một hình mẫu khả thi về cách các đơn vị này có thể hoạt động.
Kỷ nguyên chiến tranh mới này sẽ mang lại những lợi thế về mặt quy phạm. Những tiến bộ trong công nghệ chính xác có thể giúp giảm các vụ đánh bom trên không và pháo kích bừa bãi hơn. Và drone có thể cứu sống những người lính trong chiến đấu. Tuy nhiên, tỷ lệ thương vong của dân thường ở Gaza và Ukraine khiến người ta nghi ngờ về quan điểm cho rằng các cuộc xung đột nhìn chung không gây chết người, đặc biệt là khi chúng xảy ra ở khu vực đô thị. Và sự trỗi dậy của chiến tranh trí tuệ nhân tạo mở ra một hộp Pandora về các vấn đề đạo đức và pháp lý. Ví dụ, một nhà nước chuyên chế có thể dễ dàng sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để thu thập thông tin tình báo trong chiến đấu và triển khai chúng chống lại những bất đồng chính kiến hoặc đối thủ chính trị. Ví dụ DJI của Trung Quốc có liên quan đến các hành vi lạm dụng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc và nhóm bán quân sự Wagner có liên quan đến Nga đã giúp quân đội Mali thực hiện các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào dân thường. Những lo ngại này không chỉ giới hạn những đối thủ của Mỹ. Quân đội Israel đã sử dụng những chương trình trí tuệ nhân tạo có tên là Lavender để xác định các chiến binh tiềm năng và nhắm mục tiêu vào nhà của họ bằng các cuộc không kích ở khu vực Gaza đông dân cư. Chương trình có rất ít sự giám sát của con người. Theo tạp chí Cộng 972, người ta chỉ cần 20 giây để cho phép tiến hành cuộc tấn công. Trong trường hợp xấu nhất, chiến tranh trí tuệ nhân tạo thậm chí có thể gây nguy hiểm cho loài người. Các trò chơi chiến tranh được thực hiện với các mô hình trí tuệ nhân tạo từ OpenAI, Meta và Anthropic đã phát hiện ra rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo có xu hướng đột ngột leo thang thành chiến tranh động năng, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân, so với các trò chơi do con người thực hiện. Không cần quá nhiều trí tưởng tượng để thấy mọi thứ có thể diễn ra tồi tệ như thế nào nếu những hệ thống trí tuệ nhân tạo này thực sự được sử dụng. Vào năm 1983, một hệ thống phát hiện tên lửa của Liên Xô đã phân loại sai ánh sáng phản chiếu từ các đám mây là một cuộc tấn công hạt nhân sắp tới. May mắn thay, quân đội Liên Xô có một người lính phụ trách xử lý cảnh báo, người đã xác định cảnh báo là sai. Nhưng trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, có thể không có con người để kiểm tra lại công việc của hệ thống. Rất may, Trung Quốc và Mỹ dường như nhận ra rằng họ phải hợp tác về trí tuệ nhân tạo. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Tập Cận Bình đã cam kết cùng nhau thảo luận về các vấn đề rủi ro và an toàn của trí tuệ nhân tạo. Và vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Geneva vào tháng 5 năm 2024. Cuộc đối thoại này là điều cần thiết, ngay cả khi sự hợp tác giữa hai siêu cường bắt đầu từ bước nhỏ. Có lẽ không đạt được gì nhiều hơn ngoài việc thiết lập tiếng nói chung liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. Nó có thể đặt nền móng cho một điều gì to lớn hơn. Trong chiến tranh lạnh, một kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc gay gắt hơn nhiều so với cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay. Liên Xô và Mỹ đã có thể xây dựng một chế độ các biện pháp an toàn hạt nhân mạnh mẽ. Và giống như Liên Xô, các quan chức Trung Quốc có động lực hợp tác với Washington trong việc kiểm soát vũ khí mới. Mỹ và Trung Quốc có những tầm nhìn toàn cầu khác nhau, nhưng cả hai đều không muốn bọn khủng bố sở hữu những con robot nguy hiểm. Họ cũng có thể muốn ngăn các quốc gia khác có được công nghệ đó. Các cường quốc sở hữu công nghệ quân sự đáng gờm hầu như luôn có chung lợi ích là giữ công nghệ đó cho riêng mình. Ngay cả khi Trung Quốc không hợp tác, Mỹ cũng nên đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo quân sự của họ phải tuân theo sự kiểm soát chặt chẽ. Họ nên đảm bảo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự. Mỹ phải đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự chỉ huy của con người. Mỹ cũng nên liên tục thử nghiệm và đánh giá các hệ thống để xác nhận rằng chúng hoạt động như dự định trong điều kiện thực tế. Và Mỹ nên gây áp lực buộc các quốc gia khác, gồm cả đồng minh và đối thủ, áp dụng các thủ tục tương tự. Nếu các quốc gia khác từ chối, Washington và các đối tác của họ nên sử dụng các biện pháp hạn chế kinh tế để hạn chế khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo quân sự của họ. Thế hệ vũ khí tự động tiếp theo phải được chế tạo phù hợp với các giá trị tự do và sự tôn trọng phổ quát đối với nhân quyền, và điều đó đòi hỏi sự lãnh đạo tích cực của Mỹ. Chiến tranh là điều không ai muốn, tàn bạo và thường kéo dài quá lâu. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng công nghệ sẽ thay đổi bản chất xung đột tiềm ẩn của con người. Nhưng tính chất của chiến tranh đang thay đổi rất nhanh chóng và mang tính căn bản. Mỹ cũng phải thay đổi và thích ứng, và các quan chức Mỹ sẽ phải làm như vậy nhanh hơn so với các đối thủ của đất nước họ. Washington sẽ không làm đúng hoàn toàn, nhưng họ phải mắc ít sai lầm hơn kẻ thù của mình. Về tác giả Mark Miley, từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân từ năm 2019 đến năm 2023. Ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Princeton và là thành viên danh dự tại Trường Quân chủng Đối ngoại của Đại học Georgetown. Eric Schmidt là chủ tịch dự án nghiên cứu cạnh tranh đặc biệt và là cựu giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của Google. Ông là đồng tác giả với Henry Kissinger và Daniel Huttenlocher cuốn sách Thời đại trí tuệ nhân tạo và tương lai của con người chúng ta.